Quang ơi, mình kính chào quý cô chú anh chị. Hiện tại bây giờ là gặp đã đến ha quý cô chú anh chị, bàn ghế ở trên chỗ shop của chị Hùng Loan nè. Mới vừa đến quý cô chú anh chị. Chuẩn bị là dựng những cái gạp ở trước nhà của chị Hùng Loan ha, trước cái shop của chị, để là chiều nay để là khai trương shop mỹ phẩm Hùng Loan quý cô chú anh chị. Ngày mai mình đến đây mình chê gạp đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Chê gạp, chê bàn nè quý cô chú anh chị. Bên trong thì hoa đến cũng là mấy lão hoa luôn nè ha. Cô Phượng ở quận 6 nè. Khai trương mỹ phẩm Hồng Loan nè, còn bên trong là cái lão hoa của là yến xào cao cấp Banet. Chúc mừng khai trương Hồng Phát. Còn bên đây là 15 mét. Còn bên trong này của bên ngoài hoa của Võ Việt Băng. Chúc chị Hồng Loan khai trương Hồng Phát nha. Đó. Ok. Đây. Dạ đúng rồi, em tới chỗ rồi, chị ra chị hướng dẫn em để làm đạp sao ấy. Hello chú. Dạ. Đâu có em bên đạp bàn ghế mà. Rồi. Dạ. Để xe qua kia. Dạ. Để xe qua kia để đi. Ồ quá. Này chắc cái chằng ở trên quá. Ừ. Cái trâu á. Ở trên cái chằng á. Là sẽ có rất là nhiều buổi chiều nay là sẽ có rất là nhiều những nghệ sĩ nè, chú Ngăn Tấn nè, rồi có thể là chú Linh Tâm, rồi ca sĩ Linh Túy, vợ chồng Linh Túy ha. Đó. Mấy giờ mới khai trương vậy Minh? Dạ 4 giờ chiều, bắt đầu 4 giờ chiều chú. Dạ. 4 giờ chiều ha. Dạ. Chiều lên ủng hộ chị Hùng Loan nghe chú. Tiền mà cho mượn tiền mua. Mình lên đây mình ủng hộ tinh thần mà chú, đâu hết tiền đâu. Long An lên. Để Long An lên hả? Ừ, Long An lên tự đi công chuyện ghé coi luôn. Dạ, đây là fan của chị Hồng Loan á. Dạ. 15. 15. 15 và 6 là cũng nói. Đúng rồi, đúng mà cô nói cũng đúng luôn. Dạ. Thôi chú về có gì. Dạ. Dạ, cảm ơn chú nha. Chú Long An hả mày? Alo. Số 59. Đó, bến hàng. Oh. Thì cũng có rất là nhiều cái bản hoa của cô chú anh chị nè. Thứ nhất là của cô Phượng ở quận 6. Cô Phượng ha, cô Phượng 6 rồi gì yến xào cao cấp. Yến xào cao cấp Banet. Rồi bên trong là của là Võ Việt Băng. Rồi cũng có ba lão hoa đầu tiên. Hoa của Võ Việt Băng nữa. Còn thì là bên gạp bàn ghế cũng đã đến rồi. Bên tổ chức sự kiện người ta đã cho người đem mang tới là bàn ghế chuẩn bị chơi gạp nha quý cô chú anh chị. Tối nay chiều nay là có hát nhạc luôn. Bắt đầu 4 giờ là bắt đầu đó. Mà giờ này là ta chuẩn bị rồi quý cô chú anh chị. Là khả năng là chiều nay có hát luôn nha. Nên cô chú chị ở gần thì đến tham dự cái buổi mà hát luôn ha. Đặc biệt là chị Hồng Loan á là rất là vui vẻ và mời bà con cô bác ở gần đến đây để là ủng hộ chị qua ghé qua chơi. Hôm qua là chị cũng đã lên mẫu là quên ghé qua để chúc mừng khai trương cũng ngay là trải nghiệm đúng rồi những sản phẩm của chị ha, sản phẩm mỹ phẩm của chị nha cả nhà. Thì cả nhà thu xếp được thời gian thì chiều nay khoảng tầm 4 giờ ha. Còn trưa nay thì mấy anh em mình cũng trải nghiệm nữa. Còn biết trải nghiệm gì không? Trải nghiệm cái nắng ở Sài Gòn. Không, mưa rồi. Ây, mưa rồi. Giờ chuẩn bị nắng lên rồi đó. Nói chung thì nắng thì cũng có nhưng mà nó không có gắt như mấy ngày trước. Thì hôm nay mấy anh em mình đến cập nhật sáng sớm rồi thì trong cái ngày khai trương của chị Hồng Loan shop mỹ phẩm chị Hồng Loan thì anh có gửi cái lời gì để là chúc mừng đến chị trong cái ngày này vui không?
Thì nói chung thì lúc hổm thì cũng có chúc rồi, nhưng mà thì sẵn dịp bữa nay thì cũng chúc là cho chị là ngày khai trương có mỹ phẩm là mua may bán đắt, được nhiều khách hàng lựa chọn về sản phẩm của chị hàng ngon. Nói chung mình cũng không biết nói gì hơn, lời chúc gửi đến tốt đẹp đến chị ha. Anh chị xem cho Minh cái like mọi người. Đó. Bây giờ thì dù mình cũng không biết gì, chúc cho chị là khai trương hồng phát thôi quý cô chú vậy. Đó, được bà con cô bác là y quý ủng hộ. Đó. Trong cái ngày khai trương này ha, cũng như từ đây về sau luôn. Chị bán là những cái mặt hàng uy tín ha quý cô chú chị. Chứ không lấy những cái mặt hàng mà trôi nổi nha, đó, phải uy tín đàng hoàng. Đó, những sản phẩm phải chất lượng. Đó. Bên trong thì nhân viên đang sắp xếp những cái mặt hàng của chị trong cái ngày khai trương nè, đang sắp xếp ha. Đó, quý chương trình đang sắp xếp hàng nha. Nhân viên của chị Long đang sắp xếp các mặt hàng sản phẩm hàng. Đó, nhân viên đang sắp xếp bên trong nha. Hé cái cửa ra anh, hé cửa ra quay. Nhân viên đang sắp xếp mặt hàng nha. Cho nên chiều nay quý anh chị tranh thủ đến để trải nghiệm nha cả nhà. Chắc chiều nay vô em cũng dắt vợ ra trải nghiệm. Trải nghiệm đi anh ơi. Ủng hộ chị Hồng Loan trong cái ngày khai trương này luôn. Đúng rồi. Đặc biệt những cái sản phẩm của chị là cung cấp cho bà con là đều những sản phẩm chất lượng nha quý cô chú anh chị. Và uy tín. Thương hiệu rõ ràng đàng hoàng. Đó. Có thương hiệu. Mong bà con cô bác cũng ủng hộ chị nha. Đó, nếu mà yêu quý chị thì đến đây trong cái ngày khai trương của chị. Khai trương shop Hồng Loan của chị. Mát quá. Mát quá ha. Lát thì có nhờ có máy lạnh máy mát. Đây rồi là sắp xếp ha. Má tư lên để sắp xếp nha mọi người. Chị đi. Nói chung là bữa nay là nhiều nghệ sĩ đến đây lắm anh. Đông lắm, có hát nữa mà. Hát đó, có anh Sang, anh Nguyên Sang, chị Ba, anh Hai. Có nhân viên thì đang làm nha. Mát quá anh em à, mát lạnh luôn á. Máy lạnh này. Đó. Dầu xả bưởi nè, đủ sản phẩm. Bên trong thấy gì chứ, bên trong rộng lắm quý cô chú chị, nguyên cái xưởng trà bá luôn. Sớm gì mình có vô trong thấy xưởng rộng lắm. Tuy là ở ngoài mình thấy gì nó loạn, nhưng mà bên trong rộng lắm quý cô chú chị. Nhân viên bây giờ là đang sắp cái sản phẩm lên kệ. Đây là bề ngang cũng 6 mét rồi. Có lầu ở trên luôn anh. Đúng rồi. Có lầu ở trên nữa. Dài cũng cỡ 20-25 á. Đó. Xe gà chuẩn bị ha. Rồi. Bây giờ đang dựng gạp ha quý chú chị nè, mấy đồ phụ tùng. Để là chuẩn bị gạp ha. Ở trong đây thường thường là những cái vải nè, những cái che màn, những còn những cái chằn á quý chú chị đây nè. Những cái chằn ở trên nè, thấy không? Chằn trắng rồi ha, như mặt bàn luôn. Đó, đang chuẩn bị chơi gạp đó. Vâng, thì video đến đây thì mình cũng xin kết thúc ha quý cô chú anh chị. Chúc cho bà con cô bác thật là nhiều sức khỏe. Bà con cô bác nhớ bấm like và đăng ký ủng hộ kênh Di Minh. Và bấm vào chuông thông báo để là Di Minh sẽ phát những cái video mới nhất cho bà con cô bác cùng xem ha. Nó sẽ thông báo cho bà con cô bác. Nếu mà không bấm vô cái chuông thì nó sẽ không thông báo cho bà con. Đó. Có sân khấu luôn. Bên âm thanh ánh sáng người ta sẽ xuống sân. Dạ. À. Đây là mới gặp, là gặp là riêng, còn sân khấu với âm thanh là riêng hết anh. Ồ vậy là chị đặt mọi nơi ha. Có sân khấu gặp luôn mà. Ban nhạc luôn. Chiều nay giao lưu có các nghệ sĩ quý của chúng chị. Hoành tráng mà nhiều nghệ sĩ đến đây để dự trong cái ngày khai trương shop mỹ phẩm của chị nữa đó. Ừ.
đúng rồi, chỉ có đi Bến Tre nè. Đúng rồi, nhưng mình chưa hiểu được. Đó. Cái gì ăn thì ở đây sân khấu bỏ lại rồi em từ đây nó đi xuống. Dạ, đúng rồi, đổ xuống. Dạ, rồi, rồi. Em tới nửa đi mà. Em đi nhà. Rồi tôi về đây, ở đây nuôi mặt. Vậy là mình che từ đây đảo gì xuống dưới ha. Dạ, để khách khán giả người ta đến người ta có thể đi vô đường này cho dễ ha. Sân khấu ở đây luôn ha. Dạ. Sân khấu mình dựng ngay đây luôn ha. Trên lời đây mình chừa cái đường ngay đây. Đúng không anh? Chừa cái đường đây để khách đường người ta đi ra đi vô được. Vậy là hợp lại luôn đó quý của chúng chị. Sân khấu sẽ bố trí đây và chừa một cái đường ngay chỗ này đi ra đi vô và cái gà từ cái miếng gạp này thì đảo về dưới. Rất là hợp lại nha. Rộng, ừ. Dãy mặt bằng ở đây rộng lắm. Cái đường này xe đâu có chạy đâu. Chào mọi người nha.